Kênh Cuộc Đời Giá Trị xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, 50 tuổi, nhiều người đã chuẩn bị cho mình một đường lui lúc về hưu. Bởi cả quãng đường đời đã qua, chỉ biết bon chen, tìm kế sinh nhai, kiếm tiền rồi chắt bóp, dành dụm, mải mê chạy theo những danh vọng của cuộc đời. Bước qua tuổi 50 đã trải qua đủ hương và nhìn thấy đủ sắc. Nhiều người muốn từ bỏ, nhường sân cho lớp trẻ hơn để được về sống an nhàn, chuẩn bị dưỡng già. Nhưng đâu phải ai cũng như vậy. Có những người vì bản tính thích bon chen, thích hơn thua mà ngay cả khi bước sang sườn dốc bên kia của cuộc đời vẫn không ngừng giành giật, ham hố những thứ mà chẳng đáng. Đó là những thứ gì? Ngày hôm nay mời quý vị cùng kênh Cuộc Đời Giá Trị tìm hiểu về 5 thứ mà người ở tuổi 50 càng ham hố thì lại càng mất phúc, sống càng khổ hơn. Mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên chia sẻ quý vị nhé! Tuổi 50 còn ham hố 5 thứ này thì về già còn khổ. Thứ nhất, ham hố những mối quan hệ vô nghĩa. Một người ở tầng lớp nào cứ nhìn vòng tròn bạn bè của họ là biết. Động vật sống thành đàn, người sống nhờ cộng đồng. Nhưng đối với những mối quan hệ chỉ đơn thuần là chén chú, chén anh, giả tình giả nghĩa, tốt nhất nên dứt khoát vứt đi. Kiểu bạn bè như vậy không chỉ mất công sức đi duy trì mà còn lãng phí rất nhiều thời gian quý báu, đáng lẽ ra nên dành cho những người xứng đáng hơn. Ai cũng hiểu được tầm quan trọng của xã giao, của các mối quan hệ. Nửa đời trước, chúng ta nên hình thành cho mình những mối xã giao giúp ích cho công việc cũng như làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên, khi bước vào tuổi 50, bạn không nhất thiết phải duy trì cho mình những mối quan hệ kiểu bè và không có ý nghĩa. Tìm cho mình một vài tri kỷ, một vài người bạn khiến mình cảm thấy dễ chịu và thoải mái khi ở bên. Cùng nhau làm những việc mình thích, chia sẻ cho nhau chuyện đời. Sống đơn giản thôi, đừng ép mình phải gồng mình lên chống đỡ những mối quan hệ không đâu, gồng mình lên mà mệt mỏi. Thứ hai, ham hố ngoại tình. Một người ham hố những mối tình ngoài hôn nhân thì khi mất đi gia đình mới là người đáng thương nhất. Nếu sau này không tìm được một người phù hợp thì bản thân đã già, chỉ còn có thể sống một mình cô đơn, sống đến hết cuộc đời. Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Vì thế, con người khi bước đến tuổi 50 rồi, đừng ham những chuyện tình cảm ngoài hôn nhân. Hãy bảo vệ sự hạnh phúc của gia đình. Có lẽ khi đang ở trong cuộc hôn nhân, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và cho rằng mình đã tìm sai người. Nhưng chỉ đến khi ly hôn rồi, bạn mới nhận ra người cũ vẫn là phù hợp nhất. Thứ ba, ham hố hưởng thụ, ăn sung mặc sướng. Người đến tuổi ngũ tuần, dù có tiền đi chăng nữa, cũng không nên để bản thân biến thành một người ham hưởng thụ. Phải nghĩ rằng cuộc sống trong tương lai vẫn còn dài, việc cần dùng đến tiền còn rất nhiều. Nếu không biết tiết kiệm thì dù có nhiều tiền như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ tiêu hết. Xã hội phát triển rất nhanh, đồng tiền ngày càng mất giá. Đến tuổi 50 rồi, nếu vẫn ăn chơi, hưởng thụ quá nhiều sẽ mất đi phúc khí. Thứ tư, ham hố những thứ trong quá khứ. Sống ở đời, hối tiếc là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nếu bạn cứ ở lại quá khứ mãi mãi, vậy thì tương lai sẽ mãi không thể nào tìm được đến bạn. Đứng giữa ngã ba đường của cuộc đời, mắt tuy nhìn về tương lai huy hoàng, nhưng không ít người trong chúng ta vẫn luôn hoài niệm về những hối tiếc và sai lầm của quá khứ. Những hối tiếc trong quá khứ, hãy để nó dừng lại tại đây. Bước vào tuổi 50, sống cả nửa đời người rồi, đừng hối tiếc thanh xuân huy hoàng nữa. Nhìn về phía trước, một cuộc đời mới đang còn ở phía cuối con đường, ngóng trông bạn. Chuyện và người đã qua chỉ có thể là hồi ức. Bất luận bạn có muốn hay không, chúng ta cũng không còn cách nào có thể thay đổi được nữa. Chuyện hôm qua không thể giữ, thứ cần giữ chính là hiện tại trước mắt.
Sinh mệnh thực ra là một tài sản vô hình. Lúc có, ta sẽ không cảm thấy quý giá, hoặc có thể bạn trước giờ chưa bao giờ cảm nhận được sự quan trọng của nó. Trước giờ chưa bao giờ nghiêm túc cảm nhận sự tồn tại của nó. Chỉ khi trôi qua rồi mới hối tiếc thời gian thấm thoát thoi đưa. Bước vào tuổi 50, cái nên buông bỏ, hãy buông bỏ. Học cách buông bỏ là một loại trí tuệ của cuộc sống. Học cách buông bỏ, biết từ bỏ quá khứ, thực ra là một sự giác ngộ ý nghĩa trong cuộc sống. Thứ năm, ham hố tiền bạc, tài sản, quyền lực. Chắc ai cũng đã từng nghe, tiền tài là vật ngoài thân. Bước vào độ tuổi 50, thứ chúng ta quan tâm nhiều hơn là sức khỏe, là chất lượng cuộc sống. Khát vọng chỉ là quá trình theo đuổi thời niên thiếu mà thôi. Bước vào tuổi già, đừng quá xem trọng quyền lực, tiền tài. Bởi lẽ ở độ tuổi này, khát vọng đối với chúng ta không những không còn ý nghĩa gì mà còn trở thành một áp lực vô hình. Con người phải học cách nhận biết ở tuổi nào thì nên làm việc gì. Làm người muốn tự tại phải biết thỏa mãn, thường lạc. Luôn không hài lòng với thực tại, luôn khát khao chạy theo những thứ xa vời. Ngoảnh đầu nhìn lại chỉ còn là những tiếc nuối với sinh mệnh. Tuổi 50, có cháu thì trông cháu, hưởng thụ niềm vui đơn giản, an nhàn. Không có việc gì có thể đi du lịch, ngắm nhìn núi non, sông nước, đem tới cho cuộc đời sự rực rỡ, sống động và tầm nhìn. Sống là không tiếc nuối. Sống trên đời chẳng phải chỉ người ở tuổi 50, mà tất cả mọi người đều không nên cưỡng cầu. Rất nhiều người không màng sống chết để có được nhiều tiền. Nhưng khi chết đi rồi thì tiền ấy còn ý nghĩa gì? Rất nhiều người chẳng mang đến lòng tự trọng của bản thân, dẫm đạp lên người khác để leo lên vị trí cao hơn. Đến cuối cùng về hưu thì có ý nghĩa gì? Còn có nhiều người tham lam tài sản, vật chất của con cháu. Lúc chết đi không đổi lại được một tiếng khóc thương, một bát hương thờ phúng. Như vậy, nhiều tài sản, vật chất để làm gì? Cái gì của mình thì cuối cùng sẽ trở về bên mình thôi. Đừng cố công cố sức tranh giành, hiếu thắng để làm gì cả. Duyên hợp, duyên tan đều lưu lại một điều gì đó tốt đẹp và một chút tiếc nuối. Trong sinh mệnh của mỗi người thì điều gì là của bạn thì sẽ mãi không bao giờ mất. Còn nếu như điều gì đã không phải là của bạn thì đến cuối cùng cũng không thuộc về bạn. Có một số thứ trong đời không phải là tranh mà có được, mà được cũng chưa hẳn là vui. Vì vậy, trong xã hội ngày nay, người ta thường cho rằng những người không biết tranh giành lợi ích, địa vị, tiền tài, vật chất thì là những người ngốc, si đần. Nhưng người xưa tin rằng những thứ mà con người đạt được trong đời này là do phúc báo của họ mà có. Tranh giành chỉ làm tổn hại đến người khác và tổn đức của bản thân mà thôi. Một khi tấm lòng rộng mở hơn thì bạn bè, phú quý cũng sẽ nhiều hơn, bớt hơn thua để hạnh phúc đến gần ta hơn. Việc tu hành của đời người quan trọng là ở chỗ làm, không phải là ở lời nói, tranh biện. Chân lý không cần mỗi ngày đi tranh biện, tranh luận không ngớt, cũng không nhất định phải tranh biện hàng ngày để ra chân lý. Hết thảy chân lý và chính đạo chỉ có ở chân chính dụng tâm, thực tu mới có thể chân chính lãnh ngộ. Cha mẹ là người có thể thay thế tất cả người khác, nhưng không người nào có thể thay thế được cha mẹ. Thế nên đừng tranh giành với cha mẹ của mình. Đó cũng là một cách báo hiếu. Ắt hẳn bạn đã từng nghe câu nói: trên đời
chỉ có cha mẹ mới yêu thương ta vô điều kiện. Đúng vậy, trên thế giới này không có bất luận một người nào là phải có nghĩa vụ đối tốt với bạn cả. Tất cả đều là những tình thương vì đánh đổi một điều kiện nào đó mà có được. Chỉ có cha mẹ mới có thể không so đo, tính toán đến sự báo đáp mà yêu thương, chăm sóc chúng ta mà thôi. Có đôi khi sự lo lắng của cha mẹ là vô căn cứ, sự quan tâm của cha mẹ là không cần thiết. Nhưng cha mẹ làm như vậy, hết thảy đều là vì mong con cái có cuộc sống tốt sau này. Cũng đừng tranh cãi với người bạn đời của mình làm gì. Vợ chồng bất hòa, lời qua tiếng lại, giận hờn là chuyện thường tình xảy ra trong đời sống hôn nhân. Nếu có những đồng cảm thì cũng có những bất đồng. Nếu có những hiểu nhau thì cũng có những lúc vợ chồng hiểu lầm nhau. Nguyên nhân đến từ sự kết hợp giữa hai con người, giữa hai khối óc và giữa hai trái tim. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng đã là vợ chồng, tranh cãi thắng thua thì ta được gì và mất gì hay chưa? Được chưa thấy đâu, nhưng mất đã rất nhiều. Mất đi một phần tình cảm, mất đi thời gian, thay vì ở bên nhau chăm sóc thì lại đi tranh cãi, rồi còn mất đi cả sự tôn trọng dành cho nhau. Trên thế giới này, hai vợ chồng không phải mỗi người là 100%, mà mỗi người chính là một nửa, ghép lại thành 100% mà thôi. Hai người cùng nhau học cách đối diện với sai lầm của đối phương, giúp nhau hoàn thiện bản thân và tự hoàn thiện mình. Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên thấy cảnh người vợ không thuận lợi trong công việc, liền mượn cớ phát sinh bực tức, cáu giận với người chồng. Người chồng vì thể diện của bản thân mà trước mặt bạn bè, người ngoài, sai khiến người vợ. Người vợ không chịu được cảnh ấy, và thế là mối quan hệ êm đẹp trở nên bất hòa. Hai người cùng nhau học cách đối diện với sai lầm của đối phương, giúp nhau hoàn thiện bản thân và tự hoàn thiện mình. Khi lời nói bắt đầu vượt tầm kiểm soát của lý trí, cũng là lúc nói cho thỏa những gì đang nung nấu trong tâm hồn, mà không cần biết người mình đang nói với ai, có hiểu và đón nhận những tiếng nói, những gì mình muốn diễn tả hay không. Những lời mình nói, đối phương có bị tổn thương hay không? Đã là một đôi, một cặp, đâu cần phải tranh luận ai đúng, ai sai để làm gì. Bạn bè cũng vậy. Vàng bạc dễ được, tri kỷ khó tìm. Một trong những hạnh phúc lớn nhất của đời này là tình bạn. Và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm những tâm sự thầm kín. Vì vậy, bạn bè đến với nhau là bởi vì có duyên mà ngàn dặm mới quen nhau, vì chí hướng hợp nhau mới hiểu nhau. Cho nên, đừng bao giờ tranh cao thấp với bạn bè.